Tàu điện ở Nhật Bản một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây là một hệ thống giao thông công cộng nổi tiếng với tính hiệu quả và độ chính xác cao. Nếu bạn đã từng đặt chân đến Nhật Bản, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự nhộn nhịp của những ga tàu nơi mà hàng triệu người qua lại mỗi ngày. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn về các loại tàu điện ở Nhật Bản từ tàu điện ngầm đến tàu cao tốc và cả các loại tàu khác với các dịch vụ khác nhau để bạn có cái nhìn rõ hơn về hệ thống giao thông đặc biệt này. Tàu điện ngầm Chikatetsu. Tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở các thành phố lớn như Tokyo và Osaka Hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo rất rộng lớn với hơn 13 tuyến và hàng trăm nhà ga Những tàu này chủ yếu phục vụ các khu vực trung tâm thành phố và các khu vực ngoại ô Điều đặc biệt là tàu điện ngầm ở đây rất đúng giờ Bạn có thể thấy rằng, ngay cả khi chỉ chạm một vài giây, nhân viên nhà ga sẽ xin lỗi và thông báo cho hành khách trong giờ cao điểm, tàu thường rất đông đúc, nhưng người dân ở đây lại có một cách ứng xử rất văn minh, họ xếp hàng trật tự nhường chỗ cho những cái người lớn tuổi và phụ nữ mang thai, điều này thật sự rất đáng khen ngợi. Tàu điện trên cao gạo da tia dao, Kokakute Những tuyến tàu điện trên cao thượng chạy trên những cầu cần, mang đến cho hành khách một cái nhìn thú vị về thành phố. Một trong những tuyến tàu điện trên cao nổi tiếng nhất là Yamanote Line ở Tokyo đây là một tuyến tàu vòng tròn kết nối hầu hết các khu vực quan trọng trong thành phố bạn có thể ngồi trên tàu nhìn ra ngoài cửa sổ và thưởng thức cảnh quan thành phố từ những tòa nhà chọc trời đen những khu vườn xanh mát đặc biệt vào mùa hoa anh đào cảnh sắc từ trên cao thật sự tuyệt đẹp các loại tàu chính phụ tống futsu gating kakute jishin, kyuko teji teji teikom tokyo ngoài tàu điện ngầm và tàu điện trên cao hệ thống tàu nhật bản còn bao gồm các loại tàu chính với các dịch vụ khác nhau phục vụ nhu cầu di chuyển từ những chuyến đi ngắn đến dài tàu thượng phụ tống futsu đây là loại tàu cơ bản dừng lại ở tất cả các ga trên tuyến mặc dù thời gian di chuyển có thể lâu hơn so với các loại tàu khác nhưng chúng rất thuận tiện cho những chuyến đi ngắn hoặc để di chuyển trong khu vực nội thành tàu dung tại tất cả các ga gating kakute Tàu loại này cũng dừng lại ở tất cả các ga trên tuyến nhưng thường được sử dụng trên các tuyến dài hơn hoặc các tuyến nổi giữa các tuyến chính. Nó giống như tàu thường nhưng có thể có lịch trình và thời gian di chuyển hơi khác. Tàu cấp tốc g Kyuko. Tàu này dừng lại ở một số ga quan trọng và bỏ qua những ga ít quan trọng hơn. Điều này giúp giảm thời gian di chuyển so với tàu thường và thường được sử dụng cho các chuyến đi giữa các thành phố lớn hoặc trong khu vực rộng lớn tàu tốc hành TG Tokyo. Đây là loại tàu nhanh nhất ngoài tàu Shinkansen, dừng lại chỉ ở một số ga chính trên tuyến. Chúng thường được trang bị các tiện nghi tốt hơn và cung cấp dịch vụ cao cấp hơn. Tàu tốc hành là lựa chọn tuyệt vời cho những chuyến đi dài trong khi vẫn giữ được sự thoải mái. Tàu cao tốc Shinkansen, Shinkansen, Shinkansen. Tàu cao tốc Shinkansen là biểu tượng của sự tiến bộ công nghệ Nhật Bản. Shinkansen có thể đạt tốc độ lên tới 300 km/h. Giúp bạn di chuyển giữa các thành phố lớn một cách nhanh chóng và thuận tiện Một hành trình từ Tokyo đến Osaka chỉ mất khoảng 2 tiếng 30 phút Điều đáng kinh ngạc là tàu Shinkansen không chỉ nhanh mà còn rất êm ái Bạn có thể thoải mái thưởng thức bữa ăn trên tàu mà không lỡ bị rung lạc Ngoài ra, tàu Shinkansen còn được trang bị đầy đủ tiện nghi như ghế ngồi thoải mái, ở cam điện và cả wifi miễn phí tiền nghi trên tàu nói về tiện nghi không thể không nhắc đến các, các dịch vụ đi kèm trên tàu đặc biệt là bento những hộp cơm truyền thống của nhật bản bạn có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc hộp cơm này tại các cửa hàng tiện lợi gần ga tàu một bữa ăn nhẹ trên tàu cùng với khung cảnh bên ngoài sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên không chỉ vậy trên tàu còn có những nhân viên phục vụ rất thân thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn cần quỹ đinh và văn hóa tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng tàu điện ở Nhật Bản còn có một số quy định rất nghiêm ngặt. Ví dụ, trong khi đi tàu, bạn không được nghe nhạc quá to hay nói chuyện ồn ào. Điều này giúp tạo ra một không gian yên tĩnh và thoải mái cho tất cả hành khách. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại di động cũng phải hết sức cẩn thận. Nhiều người Nhật thường chọn cách gửi tin nhắn thay vì gọi điện để không làm phiền những người xung quanh. Một điểm thú vị nữa là tàu điện ở Nhật Bản không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần của văn hóa. Bạn có thể thấy nhiều hình ảnh dễ thương xuất hiện trên tàu, từ những nhân vật hoạt hình nổi tiếng đến các quảng cáo sáng tạo. Có những chuyến tàu được trang trí theo chủ đề đặc biệt như tàu Hello Kitty hay tàu One Piece, thu hút không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Điều này làm cho việc di chuyển bằng tàu điện trở nên thú vị hơn rất nhiều. Phát triển bền vững cuối cùng hãy nói về sự phát triển bền vững của hệ thống tàu điện ở nhật bản chính phủ nhật bản đã đầu tư rất nhiều vào việc cải thiện hạ tầng giao thông công cộng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng hệ thống tàu điện không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu lượng khí thải carbon góp phần bảo vệ hành tinh tóm lại tàu điện ở nhật bản không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa và cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây với sự đa dạng về loại hình tiện nghi hiện đại và quy định văn minh hệ thống tàu điện ở nhật bản xứng đáng là một trong những hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới nếu có dịp đến nhật bản đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm những chuyến tàu điện độc đáo này chắc chắn bạn sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ